Có kiểu cười tươi nhá, bình tĩnh nhá. Rồi, đây là một dàn mỹ nữ của đoàn. Bình tĩnh nhá, hết sức bình tĩnh nhá. Đây là ruộng bậc thang thiên đường đẹp chưa, kém gì mua con trải đâu. Những bước chân đã bắt đầu cảm nhận được sự mệt nhọc. Tuy nhiên các thành viên không ai kêu ca một câu nào, bởi vì biết chắc kêu ca là sẽ bị các thành viên khác bỏ rơi lại phía sau. Xe nhá, đi vào hai bên đường đi ạ. Thank you.
Vâng, đây là thành phần đoàn. Sau khi đi bộ từ 9 cho đến 13 giờ, 4 tiếng đồng hồ. Đây, một số thành viên tưởng chừng không vượt qua được cái con dốc thì bây giờ cũng đã có mặt tại đây. Rất tuyệt vời.